Ê, kính chào anh em mình thủ nha. Hôm nay là ngày 21 tháng 3, shop Hoàng Tiger xin lên một cái lô cần thập cẩm, những dòng lua chi, những dòng câu biển, tại do tới mùa biển rồi nha. Em lên những cầu, những dòng câu đáy, những dòng câu bè cho anh em lung tung nha anh em. Thì cần tay có luôn. Giờ anh em mua hàng thì liên hệ trực tiếp số hội 0907010129, em tên Hoàng. Thì lô này giá cũng khá là tốt cho anh em. Đây đầu tiên em xin mã lên mã thứ nhất. Mã thứ nhất của mình là một cây cực kỳ đẹp luôn. Đây, cái này là dòng Ikara nghệ nhân nha anh em. Thì cái đọt này nó có một cái ống rất là đẹp. Nè, chút nữa em cái đọt này đặt trong một cái ống rất là đẹp. Đây, thì đó Ikara dòng nghệ nhân, ngọn đã lắm nha anh em. Cái này thì em cũng chưa đo lại chiều tổng chiều dài bao nhiêu nữa. Chắc em nghĩ là mấy tám hay em mấy tám hay quá. Ở đó để em coi. Một, hai, đúng mấy tám luôn nha anh em. Sáu, mười hai, mấy đúng mấy tám luôn. Công đều lắm nha anh em. Đây. Cái này là dòng nghệ nhân luôn nha. Thì hàng Nhật làm, cái này là sơn mài nè anh em. Đây nó sơn mài ngay chỗ đây. Cán thì cán một chút, rất đẹp. Cái này nó làm tinh tế. Đây. Cái này cho anh em muốn cháp nha. Đó, cái ngọn này là nó lợi hại nhất là cái ngọn này nè, dài vậy mà nó mài hay thiệt. Ngọn này rất khó mài nha anh em. Mài xong họ nó quấn một lớp chỉ nữa. Đây. Rất tinh tế. Ăn tiền cái ngọn này nè. Rồi, cái này là mã số 1 nặng 147 gram, cán trúc hàng nghệ nhân giá 700k. Cho nên em nhanh tay nha. Kế tiếp là một cây mã Y2. Y2 là một cây hay chi. Đợt 1, đợt 10, 2m1. Khoen bắp buji nha anh em. Cái này là cho anh em là quấn quấn bè. Rất đẹp nha anh em. Đây, cái cần này độ 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 nhạy cá cũng khá là cao nha anh em. Nên vậy thoải mái. Cái này độ nhạy cá nè anh em. Khá mềm nha. Cái này mềm nè. Báo cá khá ngon. Đó, cái mã này là mã Y2 của Ryobi, độ 10 2m1, chất liệu carbon, nặng 124 g cộng 1 ly, giá 550k. Cái này để em dán cái đầu bu lên. Dán đầu bu lại cho nó ok luôn. Chắc đi cho lên. Để đi xíu đem dán được bù lại. Cái tiếp nữa là mã Y3. Y3 là một cây đọt 10 21 của Olympic Kinchi nha anh em. Olympic Kinchi ở của Mamiya chứ nè anh em. Nó chất liệu là carbon, cán gỗ rất là đẹp. Cái này độ cứng 10 21, này báo cũng nhạy nha anh em. Cái này cũng ngọn nhạy nha anh em. Đó cho anh em nào quấn cháp, bún cháp, bún giò dìa đồ đầy đủ hết. Rồi cái này có cân nặng là 126 gram, còn không chính giá 550k. Phí ship của mình là 3 đến 40k nha anh em, tùy nha. Kế tiếp nữa là mã Y4. Y4 là một cây Romarin, cái này 2m4. 2m4, cái này có dòng là hay chi dài nha anh em. Đây hay chi dài, không có buxi. Đây rất là đẹp. Đó, cán rất là đẹp nè anh em thấy không? Đó, cái này là dòng Ikeda cương chứ lộn, em khoen là khoen. Đó. Ngay chỗ này đúng chỉ, chúng tôi em làm chỉ lên chỗ này. Đốt này chắn lại. Rồi. Rất đẹp nha, cái này đẹp lắm nha anh em. Em sẽ giảm giá cho anh em luôn, cái này em định bán 900. Nhưng mà em sẽ giảm giá lại 800 nè. Cái nội nổi cái cán này không là đủ tiền nè em thấy không, cái đó trọng đã làm đẹp không đó. Cái này hàng cũng cao cấp nha anh em đó, 24 rất là đẹp. Rồi 800k mã Y4. Mấy cái này cũng nhạy cá lắm. Tới tiếp là mã Y5.
i5 là một cây máy ngang, cây này có thông số là 1m65, bắt encoder khoang bắp buji đó của Hunter. Cây này rất là đẹp nha anh em, khoang bắp buji đó, 1m65. Cây này có thông số là đâu có không, không ghi luôn, để đếm coi độ cứng tầm nhiêu. Rồi cái này độ cứng tầm ML nha anh em, cho anh em muốn chẽm nha. Chẽm giờ anh em muốn nháy cái sắt nha, nháy hờ cái sắt. Rồi, cái này có mã là một i5 nặng 105g, 1.7 giá 500k. Chất liệu là carbon. Kế tiếp là mã i6. i6 là một cây Daiwa rất đẹp. Cây này là cây xích nha anh em, cây này cây xích và có thể là câu ngâm. Cái này á, em thấy anh em Phú Yên hay dùng để máy ngang họ quýnh mồi rong nha, họ quýnh cái dìa đó, cái dìa lớn thì em cũng nhập dạng ít để em cho anh em thử thôi đó, quýnh mồi rong. Cái dìa lớn thì có mấy anh Phú Yên chỉ em, thì em chưa chơi cái môn đó, em cũng cho cháp thôi đó. Này cứng nha anh em. Bảo là lụm. Phôi hay da xoắn luôn. Rồi cái này của Daiwa Hawahaki Hagi. Độ cứng M 1m8 đây. Khoen bát buji, khoen buji bát Daiwa chính hãng. Đây là hàng rất đẹp nha anh em. Rồi, cây này có thông số đây. Cân nặng là 95g cộng 1.2 giá 1.2 nha anh em. Tiếp là mã i7 là một cây Daiwa của Marusap. Cây này khá ngon nè. Rồi, cây Daiwa Marusap, một cây Marusap này máy ngang nha anh em. Cây này là thông số rất là mềm. Đây là nó dòng là dòng Lysit nha anh em. Lysit thích hợp cho anh em ở gì? Ở đâu? Ở Hà Tiên câu những cái trụ nha. Đây 662 MN, đây thông số quýnh là tutti quýnh từ 10 đến 20, xích từ 35 đến 75g nha, be quýnh 1 nè nha. Cái này là Ikamento, dòng này dòng Lysit nha anh em, Lysit đó. Không mềm đó, cho anh em nào quýnh ở rồi đó trụ rồi anh em quýnh là zip đồ rất ngon nha, của Marusap. Giờ cái mã này i7 này nặng 95g thì thông số vậy, dài 2m, giá là 1.100k. Kế tiếp là mã i8. Mã i8 là một cây SBML của Atlantic ta, dòng color xuất Nhật, khoen bắp buji. Cái này là máy đứng đó, cho anh em nào lua nha, anh em mới tập lua thì dùng những cái cần này chơi, chứ gì là những anh em nào thì câu ngâm đồ câu những cần này rất là ngon nha, câu bè đồ đó. Anh em mới chơi những cần này lua đó, thông số là ML thì quýnh từ 2 đến 12g nha anh em. Cái này cho anh em nào quýnh nháy, quýnh chẻm, quýnh nháy hơ, quýnh cá sắt đồ cũng ok. Rồi, bát đúc đồ, bát cán bừng cũng khá đẹp. Đây, cái này có mã là i8 nặng 105g cộng 1.8 giá 600k. Tới mã i9 là một cây của Shimano Batchone, cái dòng cũng này lâu lắm, cái dòng này Batchone ST 211652. Cái này có thông số là 2m 7 đến 21g thì rơ vào khoảng M nha anh em. M đến nói là giữa M và dưới MH nha anh em. Đó, cái này cũng thông số khá ngon. 2m
nó thì nó là M giữa của nó Winmap B2 á, thì nó dưới nó không có cứng bằng MH nhưng mà nó nhích hơn M chút xíu. Cái mã i9 này có nặng 114g, ngọn 1 ly 9, giá 850k, giá khá rẻ nha anh em. Cái này không có, cái này trước không có giá đó đâu. Cái này cầm chịu đó, mua không chưa ra. Kế tiếp là mã i10, mã i10 là một cây Line 2001. Cái này hàng chất xuất châu Âu quá, đẹp quá. Cây Line cán rất là đẹp nha, chất liệu là carbon nè. Này nó không ghi thông số gì vậy ta. Đây. 7 1/2 len là 7.5. 7.5 là khoảng 2m2. À, liên quấn dây 4-5 nha anh em. Cái line rất đẹp. Đó. Đó anh em bẻ cái này, em bẻ cái chỉ đi lại chưa. Rồi cái cây này là mã i10 nặng 83g còn 1.8, giá 350k nha anh em. Cái bát đủ tiền, mua cái bát đủ tiền. Tới i11. i11 là một cây Rorific, cây này là màu dòng lưu mực nha anh em. Egi Enter 2 nè, 2 carbon. Mastery nè, gold nè. Cây này Egi quấn mấy ta? Egi quấn mát 2.5 đến 3.5, BE 0.6 đến 1.5 nha anh em đây. Khoan bát buji. Khoan buji luôn nha anh em. Rồi. Khoan này khoan hãng quá. Khoan theo hãng. Giá cây này là 750k, nặng 143g còn 1.6 nha, 750k. Kế tiếp mà i12. i12 là một cây carbon Minamoto. Lóng ngắn, cần tay, cây này là cứng vừa. 4.5m 10 lóng, cây này rất mớ, mớ khoảng 90% luôn. 95-97% cây này mớ. Cái này rất là đẹp nha anh em, 3H 3H rưỡi. Cái này cứng, thân cứng nha anh em. Cái này quýnh chép rô tùy anh em nha. Cái này rất là đẹp, em đảm bảo với anh em luôn. Cái này rất là đẹp, mở tin nè. Rồi em cũng bán sale cái này luôn này. Cái này chắc chắn hàng nội địa nè, mở tin nha anh em, mở tin nè. Cổng mở này, ù cái này quá mở luôn rồi. Cái này phải 95-97% nha anh em. Cái này cho anh em vừa chơi vừa siêu tầm. Rồi cái này có mã là i12, nặng 174g, tất cả các lóng em đã kiểm tra không bị lỗi, không bị gì hết nha anh em. Cần rất là mớ, cần trên 95% luôn. Đó, cần mớ tinh nè. Foil carbon ống ánh luôn. Đó. Cái này có mã là i12, nặng 174g, ngọn 0.6, giá 650k nha. Đó i13. i13 là một cây, cái này thích hợp cho anh em hạ tay nha. Thích hợp cho anh em hạ tay. Cây này 5m4. Foil rất là đẹp đây, foil. Đây ngọn nè. Cây này là cương nha anh em. Nó rơ vào là 5m4 mà cứng. Cái này cứng. Đó, cái này có thể kết hợp lại dây trong luôn. Đó. Cái này rơ vào khoảng 4h. Nó là cần tay hỗ trợ được máy luôn. Anh em có thể lòn cái cọng dây cước vô bên trong nè để quấn được máy luôn nè. Đó, này nè. Có bát luôn. Rồi, cái này mã i13 nặng 219g còn 1.8. Giá 950k nha. Nè, em đã kiểm tra từ lóng rồi. Cần này mới tin rồi nha anh em. Em kiểm tra hết rồi. Cần rất là đẹp. Anh em yên tâm. Thì anh em mua hàng kiểm tra thanh toán giùm em ha. Cần xấu thì anh em báo em. Kế tiếp là mã I14. I14 là một cây phíp. Cái này có tổng chiều dài là 5m5, độ cứng H 55, độ cứng H nha, của Daiwa, chất liệu là phíp. Đó. Thì cho anh em mới tập chơi, anh em câu xong, anh em câu bù bờ bụi được. Cái hắc rơ vào cũng 3H nha anh em. Cái này cương nha. Đó. Cái này cũng dòng cương. 3H. Anh em mở câu bùa của bụi được, câu mới tập chơi thì cái này cũng khá ngon. Cái này có mã là I14 nặng 345g còn 0.8, giá 200k đồng ship. Kế tiếp nữa là một cây carbon. Cái này là một cây cần ISO hạ tay nha anh em. Đọt 3 hạ xuống 5m3 nha. Cái này là đọt 3 5m3, em hạ tay nha anh em. Phôi hai da xoắn em hạ rất là đẹp, em vừa hạ xong luôn. Rồi đây cho anh em chiêm ngưỡng. Cái này thích hợp cho anh em quýnh chép nè, anh em quýnh đầm, quýnh cháp, quýnh lô, quýnh
cống đục tùy anh em nha, phôi nè rất đẹp nha anh em. Giờ này có thông số là Y15 nặng 213g cộng 1.1, giá 1.5 triệu nha anh em. Này rất đẹp, em hạ em mới hạ thông luôn. Công cái cực, cái công hạ này cực lắm nha anh em. Công hạ cực lắm. Kế tiếp nữa là mã Y16 đây. Cây này là một cây của hãng Tumble. Cây này dài 10 mét nha anh em. Cây này ngoại hình có xước sát dâm nhẹ, xước sát nhẹ thôi. Do là cây này cái bao ni lông hay sao nữa ta, chưa tháo hay sao nè. Đúng con của nó. Cây này cây săn hàng nha anh em. 10 mét. Phôi y chang gamma luôn anh em. Lúc đầu em tưởng gamma không. Cái này là cây cương nha anh em. Cứng. Này. Nè. Cây này là cho anh em săn hàng nè. Đó. Vòi như gamma vậy. Lúc đó kéo là tưởng gamma không. Làm rất là đẹp. Đó. 10 mét nha anh em. Cái này làm chưa vệ sinh đó. Em đã cũng kiểm tra các lóng rồi. Đó. Rất đẹp nha anh em. Đó. 10 mét. Cứng nha. Này. Dài đăng đẳng chiều cho luôn. Thôi y như gamma. Đó. Anh em về làm lại. Chút nữa em làm lại cái dây này cho. Nhìn đê tiện của thằng Nhật làm. Đó, 10 mét. Thì cái này cũng bán sale luôn. Cái này nặng Y16 nặng 613g, ngọn 1.9 nha. Cứng cái này cương nha. Cái này gơ vào khoảng 7H, 8H á. Giá em sẽ bán sale 1 triệu 8 thôi. Anh em phải, đó. Cho anh em nào nhanh tay nha. Đây, để cái này ra luôn. Lát cái em làm ra luôn. Xấu quá. Rồi, để nguyên cái này ra luôn, làm lại. Cho nó đẹp lại. Đó, cái 10 mét. Đó, em quấn cái đầu, em có dây á, em quấn cái đầu này lại, em cắt bỏ đi. Em quấn lại cái khác cho nó đẹp. Tới kế tiếp là mã Y17. Y17 là một cây Ryobi. Này, bát đúc đời mới nè. Cây này là thông số 1.553 dây trong nè, interline. Ngoại hình có xước sát nha anh em. Đây ngoại hình có xước sát. Tất cả đều nguyên bản nha anh em. Nè. Em đã kiểm tra rồi. Ngoại hình có xước sát thôi. Tất cả nguyên bản. Không được đẹp mấy nha. Ngoại hình có xước sát nhưng mà nguyên bản. Đó, cái này gơ vào khoảng 80%. Mã Y17 nặng 220g, ngọn 3 ly, giá 750k nha anh em, 750k, bán xe luôn. Đó mã Y18. Y18 là một cây cắm gốc nè. Cây này có thông số là 1m65, nó quýnh 10 đến 50g. Cây này cho mấy anh em mà câu ở trụ nha, ở trụ với quýnh tàu á, quýnh ở Kiên Giang hoặc quýnh tàu, em thấy họ quýnh những cái này nè. Cây này máy đứng nha anh em. Đó. Đọt này đọt đặc nè, carbon đặc nha anh em. Này cũng cái này quấn báo cá rất nhạy nè. Nó quấn chì 20g. Cái cá kích kích lụm nha anh em. Mã Y18 này nặng 198g, còn 1 ly 3, giá 700k. Tới Y19. Y19 là một cây cắm một khúc của Alpha Tucker Kazin, dòng Kazin nè. 1,5 m, một khúc mấy ngang. Đó. Đờ mớ khoen buji xít rất là đẹp. Cần này rất đẹp nha anh em. Bao zin còn luôn. Cái này là cho anh em là quýnh ngồi tàu, ngồi tàu quýnh, quýnh ngồi tàu, ngồi bè quýnh, quýnh mấy ngang nha.
Cần rất đẹp. Này một khúc hay chấm gốc ta? Một khúc. Rồi, cây này mã này mã Y19 nặng 180g, ngọn 1.4L giá 850k. Bán sale luôn. Kế tiếp Y20. Y20 là một cây của hàng gì đây? Alpha Tucker 2m3. Cái dòng cắm 23. Khoan buji xít nha anh em, khoan buji xít. Cây này thích hợp cho anh em câu trên tàu, ngoài tàu, anh em câu ở những cái trụ đá, những cái gì đó. Cây này rất ngon nha, máy đứng nha anh em. Cây này bắt in ra băng luôn. Cây này dòng bắt in ra băng luôn nha, của Alpha Tucker, khoan buji xít. Cây này có cân nặng là 290g, ngọn 23, giá 800k. Cây này cứng gơ vào khoảng 60 80. Tại thân cứng nhưng mà ngọn nó nhiều để bó cá. Kế tiếp là một cây GB21 của Daiko. Ồ, cây này ngon nha. Chất liệu là carbon. Ồ, cây Daiko này lâu mới có được cây này. Cắm lỡ 23 luôn. Cây này gơ vào cứng tầm 80-21 nha, 60-60-21. Rồi, mã Y20-30-50 chứ. Mã Y21 này nặng 390g, ngọn 2 ly, chất liệu là carbon. Nè, giá là 600k nha, khoen bắp buji. Cây này cho anh em ngồi tạo nha. Quýnh bè, quýnh gì rất là ngon nha, khoen bắp buji. Kế tiếp là mã Y22. Y22 là một cây 2 khúc. Này mấy mét đây? 1m8. Đây, rất đẹp. Của nào đây? Romary. Rất đẹp nha anh em. Này khoen vuông theo hãng nha. Rất đẹp nha, cây này mới cực kỳ luôn. Cho anh em nào câu bè, anh em nào câu ngâm chơi nha, câu tàu chơi. Mã Y22 nặng 177g, ngọn 1.5L, giá 750k. Chất liệu là carbon. Tới mã Y23 là một cây con này cũng gì đây? 2m4 của Alpha Tucker. Cái này cứng tầm 60-80 nha anh em. Ngọn là ngọn tháp. Đây nó trên đây là đặt nè. Nha anh em, cho anh em bó cá. Rồi, cái này cân nặng là 300g, mã Y23 là ngọn 2.5L, giá 800k, khoen bắp buji. Cái này có hình có hơi bị bay cái gì? Bay sơn trên đây chút xíu này. Cái này chắc vệ sinh là chắc nó ra quá. Alo xít, trời cái alo của nó kìa, cái đồ đẹp quá trời luôn. Đồ bù xịn ghê, nhìn cái đồ đã không. Kế tiếp là mã Y24. Mã Y24 là một cây Daiwa Carbon Wicker. Cây này có độ cứng tầm 80-2.7 nha anh em, 80-2.7 Daiwa Carbon Wicker. Đó, rất là đẹp, xoắn hai da. Đó, cây này dùng để ngâm bánh in Taiwan. Cái này hình chắc thể là để quýnh ngâm quýnh. Nè, cái bát nó rất là đẹp nha anh em. Bát tráng rất là đẹp. Cây này có cân nặng là 304g, ngọn 2.2L. Đó, giá là 850k. Khoan bát buji của Daiwa Whisker. Kế tiếp là mã Y25. Y25 là một cây Shimano xoắn S. Cây này cứng tầm 50-2.7. Rất là đẹp nha anh em. Xoắn hai da. Đó, xoắn hai da rất là đẹp. Đó. Đó, ngoại hình rất là đẹp nha anh em. Khoan bát buji. Cái này nhẹ, ngoại hình có xước xác nhưng mà nguyên ngoại hình có xước xác nhưng mà ngon. Cái này ngon, xoắn cái này ngon. Cái này anh em là quýnh lăng xê, quýnh rô chép trôi đồ ngon. Mã Y25 nặng 229g, ngọn 1.8L, giá 850k. Cái mã Y26. Y26 là một cây 2 khúc. Cái này dơ vào 3m. 3m cứng. Cái này chắc cỡ 30, 50 đâu không, 3m, 2m7. 2m7 luôn nha anh em. 2m7. Cứng 50, 2m7. Chất liệu là carbon, khoan bắp buji. Đó, 50, 2m7. Cái này cho anh em bún lăng xê. Rồi, em bán rẻ luôn, 600k đi. Bán cho nó nhanh đi, 600k nha. Cho anh em là quýnh thủy điện, anh em là ngâm lăng xê đồ vô tư luôn nha anh em. Giá rẻ luôn, 600k mã Y26 này nè. Bán rẻ cho anh em có cái dục.
có mã Y27, Y27 là một cây 2m4 2 đọt anh em. Đó, chất liệu là carbon. Đó, 2m đọt cứng 80 đến 120 luôn nha anh em. Đó, 2m4 2 đọt. Đó, rất là đẹp. Ừ, cái này cũng mới cáo luôn á. Rồi, cây này có mã là Y27 nặng 450g, ngọn 2L 2 đọt. Là tổng thể á, thì cái này gơ vào khoảng nặng 3 lạng mấy thôi nha anh em. Tại hai cái đọt. Đó, khoảng 4 lạng thôi, 4 lạng thôi. Thì giá em bán cái này là 800k thôi nha, 2 đọt luôn nha, 800k 2 đọt. Tới kế tiếp là một cây 2 đọt nữa của carbon do, cái này cứng 60 80, một đọt 60 một đọt 80 nè. Đó, 2 đọt luôn, khoen buji phát quang. Đó, 2m7 3 khúc. Đó. Mã 28 nặng 330g. 2 đọt, giá 900k thì gơ vào cái này khoảng một đọt khoảng 2 lạng mấy nha. Rất đẹp, khoen bắp buji. Khoen buji phát quang, cái này mới tinh là nha anh em. Lấy tiếp một cây nữa. Y29 là một cây của Romarin, cây này là 3m nha anh em, 3m. Mà cái ngọn cây này là dùng để cho anh em câu cảng nè. Anh em câu cảng, anh em câu máy ngang, em thấy họ nó quýnh là nó quýnh con nó quýnh con hào, nó quýnh cái con gì con vẹm. Đó, để nó quýnh cá cháp với lại nó quýnh cá hồng rồi đó. Đứng trên cảng nó quýnh xuống. Họ đứng trên kè đá đó. Nè. Máy ngang 3m. Ừ. Cái này thì nó đó, con cá nó ăn nhíu cần là đóng liền nha anh em. Đó, 3m mấy ngàn. Ôi đã. À. Này để cái cán nó dài nè, đứng trên kè đá, cán dài nó thế để nó nại con cá lên. Thôi xoắn rất đẹp nha anh em. Nè, thông số là 3m ML nè, quýnh 10 đến 40g. Đó, rất đẹp nha anh em. Đó, cán đẹp không? Rồi cái này có mã là Y29 nặng 167g 3m. Mới ngang để cho anh em quýnh cá cháp cá hồng nha anh em. Giá 900k. Anh em nào quýnh mồi mồi sống á. Quýnh hào, quýnh vẹm, quýnh tôm rồi cây này quýnh sướng. Nó kế tiếp là mấy mã mấy 29 tới 30. 30 là một cây 3 khúc. Cây này có thông số là 3m6 3 khúc. Cho anh em quýnh lăng xê nha. Quen buji, aloxit mô trời. Cái này gơ vào cứng 50, 3m6. Cho anh em quýnh lăng xê. Quýnh ở đập thủy điện. Đó, quýnh vô phi, quýnh chép. Rồi, em bán sale luôn. 36 cứng 50, khoen bắp buji. 750k, nặng 365g, còn 27 nha. 750k khoen bắp buji. Giá này khỏi trả giá nha anh em. Đó, mấy anh em là khỏi trả giá, em bán giá sale hết mà. Kế tiếp nữa, cũng là một cây 3m6 nữa. Cũng cứng 50, khoen bắp buji luôn. Nha anh em. Cán đó 750k luôn. Hai cây. Đó cho anh em nào quýnh lăng xê. Chặt. Đó. Kế tiếp nữa là một cây. Cái này là này chất liệu là carbon fiber nha, carbon fiber nè. Cây này là của nào đây? Như của Shimano. Anh em. Carbon fiber. Ôi nhìn dàn khoen của nó anh em thấy khủng khiếp không? Đó, cái này dài 3m, cứng khoảng 100 nha anh em. Cứng tầm 100, khoen buji biển trên cao. Giá 800k nha anh em. Đó, 800k. Cho anh em nào quýnh máy điện nha. Ồ, cái này má cái khớp nó gãy kịch vô này làm cái khớp đẹp quá. Cái này đẹp quá. Đó, bán rẻ 800k luôn đó anh em. Đó, cái tiếp là mã Y33. Y33 là một cây 3m6 súp quýnh cho anh em bạc bãi biển nha anh em. Rồi cái này có cân nặng 493g cộng 3L 2, chất liệu là fib, giá là 350k. Khoan bắt buji. Kế tiếp là một cây súp nữa, cái này có thông số là 3m9, khoan bắt khoan buji phát quang. Rồi giá nặng 685g cho anh em bạc bãi biển, còn 3L 2 giá 400k. Rất đẹp nha anh em. Kế tiếp nữa là một cây Y35. Cây này là gam fib của hàng Sakura, hàng thủ công nè. Cây này cứng nha anh em. Cây này cho anh em đi biển quýnh sướng. Mấy mét này 3m.
3m, chai này cứng cũng 800 á, cũng 100 nha. Chất liệu là phíp, nặng 634g, ngọn 4 ly, giá 600k nha anh em. Sakura quen inox đó, cho anh em là quýnh ngâm. Cái tiếp nữa là mã 36 là một cây 20 2m4, cái này của Okiho, chất liệu là phíp nha anh em. Cái này cho anh em là quýnh cháp nha, giò cháp gì đó, ngọn rất là mềm, ngọn nhảy cá nè, khoen bắp buji. Cái này là nặng 180g, ngọn 1 ly 3, giá 450k. Kế tiếp là một cây máy ngang, cây này là cây của Misaki, dòng design Misaki Benitem, 1m55. Cái này cho anh em là ngồi tàu bè nha, khoen buji xít đờ mớ đây. Cái này là dẻo nha, cái này là giống dạng như mình ngồi bè mình ngâm nha anh em. Ngâm thì cá, cái này bó cá rất là ngọn, này ngọn sợi thủy tinh nè, ngọn đặc nè, cái này rất là đẹp nha anh em, màu vàng chanh đó, màu khá là ok. Này mã 37, nặng 340g, ngọn 2 ly, khoen buji xít rất là đẹp. Rồi cái này giá là 1 triệu nha. Anh em mua hàng thì liên hệ tiếp bên em nha, 0907010129, 0907010129. Cảm ơn anh em đồng thủ nhiều.